tôi Đinh Thị Lan nói lại bà Nguyễn Phương Hằng và ông Quỳnh Huy Dũng nợ hơn 30.000 tỷ mất khả năng chi trả. Bà Nguyễn Phương Hằng bị tù chung thân, bà Nguyễn Phương Hằng vợ ông Dũng lò vôi đó. Vợ chồng mày làm cái trò gì? Chửi hết người này tới người kia, chửi nghệ sĩ, chửi nhà báo, chửi đảng chính phủ, mày chửi hết hết trơn mọi người rồi. Mày muốn đánh cháo khái niệm chứ gì? Hả? Con Hằng cuồn cuộn kia. Mày yêu không được con Võ Hoàng Yên, mày đem tiền cho trai, đến cuối cùng bây giờ mày đẩy cái tội vạ đó lên 9 tháng trời, mày chửi hết người này tới chửi người kia. Tôi là Đinh Thị Lan. Có cái chuyện mà Nguyễn Phương Hằng đã thụ án rồi, để yên cho nó. Không bao giờ tao để yên cho mày nha Nguyễn Phương Hằng. Còn ông Huỳnh Uy Dũng là người tiếp tay, tiếp sức cho Nguyễn Phương Hằng phạm tội, thì ông Huỳnh Uy Dũng vẫn phải chịu tội trước pháp luật ha. Còn tôi là Đinh Thị Lan, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với tất cả những lời tôi nói về Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng. Miệng Nguyễn Phương Hằng bảo rằng yêu nước thương dân, nhưng mà nó quên một điều rằng vợ chồng nó cũng là dân thôi, cũng chả là cái gì cả. Yêu nước, ai không yêu nước. Nhưng đối với tao, tao yêu nước ha. Trong phiên tòa tao có chửi con Hằng thêm câu nữa nè. Không tin mày hỏi lại nó nha. Mày hỏi lại cái con chưa đi thụ án đó, là cái con Nhi á, Nhi Lê Hà Tân đó, mấy đứa mày quen hỏi coi. Tao chửi thẳng luôn. Mày nói mày yêu nước mà mày bỏ 10 triệu đô vợ chồng mày đi mua 4 cuốn hộ chiếu quốc tịch đảo xếp hả? A84 đang điều tra vợ chồng mày để thử coi chuyển tiền đi nước ngoài bằng cách nào đó. Thế mà con Hằng nó mới nói là ủa mày không có tiền mày chuyển đi mày tức hả? Nó mày tức cái gì? Muốn nhào lại xong bắt đầu mấy người công an mới cản lại đó. Thiếu tướng Nguyễn Minh Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, An ninh điều tra của Bộ Công an phải ghi nội dung, tóm tắt nội dung sự việc do bà Đinh Thị Lan ngày 8 tháng 6 năm 2021. Lý do tại sao mà Thiếu tướng Nguyễn Minh Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh điều tra của Bộ Công an lại ưu ái cho Đinh Thị Lan này về việc rằng viết công văn mà phải soạn nội dung thật là dài, hết trang thứ nhất qua tới trang thứ hai, là đó là một cái sự hỗ trợ giúp đỡ của bên phía Bộ Công an Việt Nam. Nói về công an phường 2 Tân Bình nè, nhắc lại cho mày nhớ nha. Chính tao lên trên công an quận Tân Bình đó, lúc đó anh Lê Hoàng Châu là trưởng công an quận Tân Bình và anh Cường là chánh thanh tra của công an quận Tân Bình đã xin tao tha cho trưởng công an phường 2 quận Tân Bình về cái việc là đã che giấu tội phạm. Đinh Thị Lan này là người tha thứ tao. Đinh Thị Lan này có một cái vấn đề nè, đối với công an, gia đình tao và tao, Đinh Thị Lan luôn luôn tha thứ để cho họ sửa đổi chứ không bao giờ tố cáo họ. Tại vì khi những người ở trong lực lượng vũ trang, công an mà khi mà mình tố cáo thì người ta sẽ dừng ngay việc nâng lo, hạ cấp bậc hoặc là để điều tra, không bao giờ được thăng quan tiến chức đâu. Nói thẳng luôn á, ta chưa bao giờ tố cáo bất cứ một cái người nào đang đương chức đương quyền mà đang có một cái cơ sở tiến thân. Luôn luôn lúc này Đinh Thị Lan này luôn luôn mở đường cho những người đó đều sửa đổi đi, để vụ việc của mình nó được giải quyết là được. Cho nên 10 tháng qua, khi mà tên Kiệt Đức Đạt này bảo rằng là tôi xuyên tạc công an Gò Vấp, tôi không hề xuyên tạc công an Gò Vấp, mà tôi đã nộp đơn khiếu nại điều tra viên Tạ Trần Anh Tú lên trên thanh tra của công an thành phố Hồ Chí Minh về việc là bỏ lọt tội phạm. Tôi làm đơn khiếu nại đàng hoàng, cho đến giờ phút này thì công việc nó đã trở lại bình thường. Trước khi ông Lê Hoài Phong chuyển về làm trưởng công an quận Tân Bình thì đã bàn giao công việc này cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp để mà điều tra lại cái vụ án là Vũ Văn Thịnh cùng với nhóm YouTuber. Việc ngày hôm nay đừng nói là tôi xuyên tạc gì công an quận Gò Vấp cả. Bỏ lọt tội phạm là hoàn toàn có thật. Đó là lý do tôi không có bị vi phạm về bất cứ một điều gì. Tôi không xuyên tạc. 10 tháng qua cả thế giới này, cả những người Việt Nam trên toàn thế giới và người Việt ở Việt Nam đều biết là ngày 9 tháng 2 chị tôi bị tấn công thương tật 20% là do tên cầm đầu Võ Minh Điền. Không có tên cầm đầu Võ Minh Điền thì Vũ Văn Thịnh dễ gì dám tới đây hả? Vậy triệu tập là Đinh Lan không đi nha, công an thành phố ơi, Đinh Lan không đi, thử cái làm gì được nhau nha, nha công an thành phố ơi, Đinh Lan không đi,
thử coi làm gì được nhau nha. Như vậy ai là người đứng sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt trong tù rồi không có liên lạc được với bên ngoài thì ai là người chỉ đạo, sẽ bắt được chùm cuối chỉ đạo là ai? Ngày hôm nay bắt bà Nguyễn Phương Hằng, còn những tai phạ, những nợ nần của bà Nguyễn Phương Hằng ký riêng với ngân hàng Phương Đông 1012 tỷ do chính bà Nguyễn Phương Hằng ký riêng vay ngân hàng Phương Đông thì sao? Chuyện liên quan cái những cái chuyện mà ở trên mạng chửi bới làm nhục người ta vi phạm điều 331, còn vi phạm với những chuyện sao? Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng. Do vậy ngày hôm nay tôi muốn dừng cũng dừng không được, là vì sao? Vì nó lại là một cái chuỗi liên kết phải bắt buộc. Nếu như bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt mà đám cùng cuộn con, đám như Võ Minh Điền im miệng á, thì còn đỡ cho dư luận đỡ dậy sóng. Sau 3 tháng tạm giam có thể gia hạn tạm giam thêm bà Hằng thêm 2 tháng nữa vì có nhiều tình tiết quan trọng. Cái việc á, mỗi một người góp sức trên để mà dẹp yên bồ bà Nguyễn Phương Hằng thì Đinh Lan, mọi người phải công nhận đi, Đinh Lan cũng là một người góp sức tích cực, cũng người bị tấn công dữ chứ. Việc tố cáo là việc của bà. Ngày hôm nay bà đang ở trong tù thì không bao giờ có cái chuyện là bây giờ con Đinh Lan nó chửi ta cho nên chửi tôi cho nên tôi mới chửi lại mới ra chuyện này, không à. Chuyện Đinh Lan nó chửi bà hay không ha, không biết, nhưng ngày hôm nay bà đang bị tội trước vì bà chửi nhiều người. Hiện tại về cái việc mà Đinh Lan là người như thế nào thì Đinh Lan đều công bố rộng rãi trên Zalo. Bọn mày không có cửa, dùng từ bọn mày là sao? Vì không xứng đáng là một thằng đàn ông địa chuyện, cho nên xin phép dùng một từ mày với những đối tượng đó. Vả lại bây giờ cái chuyện mà Đinh Lan có đi theo chồng hay không, ở Việt Nam thì tất cả mọi người đều biết Đinh Lan là ai. Những dự án trồng khu công nghiệp, trồng cây dược liệu, hiện tại bây giờ đang cân nhắc về cái việc, tại vì quy định của chính phủ là khu công nghiệp phải từ 55 hectare trở lên mới được xin giấy phép chuyển đổi khu công nghiệp trồng cây dược liệu. Nó phải có quy hoạch, phải có diện tích rõ ràng. Thì Đinh Lan lại cái diện tích của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược phẩm ABG do Đinh Lan làm chủ tịch, nhưng mà nó lại chia ra làm hai bên, một bên đây là 18 hecta, còn bên đây là 39 hecta, hai bên cộng lại mới là 57 hecta ở Đắk Nông nha, rồi ở Gia Lai nha, rồi ở Đà Lạt 92 hecta. Thì cũng không giấu gì mọi người, đó là có cái kênh bà Tám Entropan, bà Tám Cali đó, thì chị đó rất là quý Đinh Lan. Với lại vị hôn phu của Đinh Lan cũng ở Los Angeles, cho nên là bà Tám mới nói là thôi bây giờ nếu như Đinh Lan có một cái xưởng, có cái nhà máy, nhà xưởng nuôi cấy đông trùng hạ thảo, Đinh Lan có hơn 1.000 mét vuông ở Đồng Nai, ở Đồng Nai của Đinh Lan luôn á nha bà con, cho nên là sẽ theo cái hướng, tại vì Đinh Lan không muốn là một người ăn bám chồng. Lứa tuổi 45 tuổi rồi bây giờ vì yêu đi theo chồng qua bên Mỹ, rồi cuối cùng dẹp bỏ những dự án hoài bão ở đây, rồi cuối cùng ngồi nhà đợi chồng đi làm về, rồi gặp mặt nhau như vậy, thì Đinh Lan sẽ trở nên là một người vô dụng. Với lại Đinh Lan còn phải học tiếp 5 năm nữa mới xong cái bằng luật sư, cho nên việc đi về về như thế này cũng chả biết làm sao. Thì chồng sắp cưới Đinh Lan thì nói là thôi bây giờ cho các con dưới 21 tuổi, bây giờ cho ba đứa con của Đinh Lan, tại đứa đầu Đinh Lan 24 tuổi. Nhưng mà ba đứa sau thì đứa 17, đứa 14 và đứa 6, thì ảnh nói là chuyển qua bên đó cho nó đi học, cho nó có tương lai để ảnh chăm các con. Cái nó trời ơi trời, bây giờ nếu mà chuyển các con qua bên đó thì mẹ cũng nhớ con thì cũng phải đi qua theo, cho nên ổng cũng khôn lắm. Cho nên bây giờ Đinh Lan sẽ cân nhắc về cái việc rằng làm như thế nào để hài hòa giữa công việc. Đinh Lan rất muốn phát triển cái sự nghiệp ở Việt Nam, để thà như vậy để còn một cái dấu ấn để đời, các con cũng tự hào về mình. Nếu như tôi không giống bà Nguyễn Phương Hằng, bà Nguyễn Phương Hằng phải đi van xin tình yêu, còn tôi thì không, mọi thứ đều công bằng. Tất cả mọi người, để kết thúc cái câu chuyện này, Đinh Lan nói một câu thôi: nếu người ta yêu mình thật lòng, Đinh Lan sẽ đối đãi lại thật lòng. Còn nếu người ta không yêu mình thì thôi, việc ai nấy làm, không có họ thì mọi việc cũng vẫn bình thường, mình cũng vẫn phải sống, mình vẫn làm việc và cống hiến cho xã hội. Nếu như một người giàu có thì họ chỉ làm được cho bản thân của họ,
và làm cho một cái cộng đồng thu nhỏ cho những nhân viên của họ. Nhưng nếu Đinh Lan không lấy ai hết, vẫn sống bình thường, thì Đinh Lan có dịp được cống hiến nhiều hơn. Tại vì bây giờ, cho dù bất Đinh Lan ở bất cứ một quốc gia nào, Đinh Lan cũng vẫn có cái cách kiếm tiền và phát triển khiến mình nổi bật ở quốc gia đó. Đinh Lan lại bị đe dọa. Đinh Lan nói rồi, Đinh Lan sẽ đến phiên tòa với tư cách là người bị hại. Và tôi đã làm đơn tố cáo khẩn cấp gửi đến chánh án Tòa án Nhân dân TP.HCM, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM và Giám đốc Công an TP.HCM được đề nghị bảo vệ tính mạng trong phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng vào ngày 1 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6 trong 5 ngày diễn ra. Một cái video có vệ sĩ đi theo. Mà Phương Hằng bây giờ nợ nần tùm lum chứ tôi không ai nợ, không thể nợ ai á. Chỉ có ngân hàng mới nợ Đinh Lan này, chứ Đinh Lan không nợ nha. Tại vì chưa bung lụa thôi. Ngày hôm nay một bước đi xe hơi có vệ sĩ đi đàng hoàng, chả sợ gì mà sờ được tới Đinh Lan đâu. Ông muốn đẩy tôi vào hoàn cảnh giống như là ở tỉnh Thất Bồng Lai đúng không? Ngày xưa ông làm giám đốc công an của Long An thì ông đã biết được cái địa bàn tỉnh Long An như thế nào. Tôi không bao giờ dính vào cái bẫy của công an Đức Hòa hay công an tỉnh Long An đâu ông. Vụ án đến đánh chị Đinh Thị Chiên có sự bảo kê của đại tá Lê, trung tá Lê Hoài Phong, nguyên trưởng công an quận Gò Vấp, bây giờ là trưởng công an quận Tân Bình không? Vẫn chưa được điều tra. Lý do tại sao những cái vụ án mà dính tới công an là cho chìm xuồng hả? Đinh Lan nói thẳng luôn, điều tra viên Tạ Trần Anh Tú đã làm hồ sơ, đã uy hiếp gia đình Đinh Lan rất là nhiều, đe dọa gia đình Đinh Lan nếu như chị gái Đinh Lan không rút lại đơn tải lại thì bây giờ sẽ bắt chị gái Đinh Lan về tội vu khống. Bắt đi Tạ Trần Anh Tú, điều tra viên công an quận Gò Vấp, bắt đi, cậu làm được thì cậu cứ làm ha. Còn ngày hôm nay tôi nói rõ luôn, đoàn cảnh sát khu vực của công an phường 6 quận Gò Vấp bao che cho đám này tấn công ngày chị gái tôi ngày 9 tháng 2, thương tật 20%. Còn trên quận là Tạ Trần Anh Tú làm sai lệch hồ sơ. Việc em gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án và khởi tố bị can tại công an quận Gò Vấp, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp, thì như vậy cái nhiệm vụ chính của bên đơn vị này phải có nghĩa vụ buộc bên kia phải hợp tác, chứ đâu phải em gửi cho Bình Dương đâu mà bị sợ bị ém, phải không? Đúng, thì đó mình sợ là như vậy. Không, em gửi cho bên nơi em cư trú mà, em đang ở quận Gò Vấp mà. Em gửi đơn là em bị đe dọa tính mạng như vậy nè, em bị cái mưu hèn kế bẩn của họ dùng những cái hành động đê tiện để mà trả thù em này nọ nè, đe dọa tới tính mạng nè. Rõ ràng tất cả những tin nhắn này bà nghĩ sao mà không có liên quan với bà? Tại vì sau khi bà nhắn tin cho em thì đe dọa mới xảy ra việc này. Mà cái đầu cơ ngụm ngành này như thế nào? Vì em là người phản biện bà trên mạng xã hội suốt bao nhiêu tháng qua, bây giờ bà đâm ra bà thù, cho nên bà mới phối hợp với công an Bình Dương. Có phải là cái việc ngày hôm nay công an Bình Dương triệu tập mình lần hai như vậy sai cái thẩm quyền thì có phải là tốt hơn cho cái vụ mình làm đơn cái tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đang đe dọa giết người, tạt axit, đang thuê người tới tấn công mình hay không? Cho nên là cái việc này là giống như là một cái tín hiệu rất là tốt khi ngày hôm nay em lên em nói chuyện được với mọi người, để thứ nhất là em giải thích cho mọi người hiểu như thế nào về những cái văn bản pháp luật, về cái việc là cái quyền hạn của công an Bình Dương đang 100% là công an Bình Dương đang sai rồi. Nguyễn Phương Hằng lợi dụng cái uy thế của mình ở tỉnh Bình Dương đã điều khiển công an Bình Dương đi bắt người ở một địa bàn khác gây án ở quận Gò Vấp, mà công an quận Gò Vấp thì lúc đó đại tá Lê Hồi Phong đã làm ngơ cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng làm cái việc đó. Công an quận Gò Vấp nợ tôi một vụ án chưa có kết quả, là vụ đánh chị Đinh Thị Chiên ngày 9 tháng 2 năm 2022. Công an thành phố Hồ Chí Minh nợ tôi một vụ án là tôi tố cáo 36 YouTuber này, nhưng tấn công vu khống nhục mạ tôi, tuyên truyền tôi bị bắt làm gây ảnh hưởng tới kinh tế cho gia đình tôi, cho nên là công an thành phố Hồ Chí Minh nợ vụ án. Luật sư của Đinh Lan lên thì xin cái biên bản lời khai của Đinh Lan với công an thành phố Hồ Chí Minh thì họ không có để cung cấp, vì họ có điều tra nên mà cung cấp. Tôi đang nói đề tài Tạ Trần Anh Tú thôi. Nếu như Tạ Trần Anh Tú tố cáo Đinh Lan về tội xâm phạm quyền lợi ích cá nhân của Tạ Trần Anh Tú thì chứng minh đi tôi xâm phạm cái gì? Tạ Trần Anh Tú chứng minh đi, điều tra viên công an quận Gò Vấp chứng minh đi tôi xâm phạm điều gì của em? Thứ nhất tôi chỉ kể lại những cái gì mà em đã áp bức, đã đe dọa mẹ tôi, chị tôi và đe dọa tôi như thế nào.
Tại thì anh Tú nói là trên đường đi chị đưa tiền đó cho ai, ai biết được. Cái đó là nói, cái giọng đó là nói cái giọng mình phải. Tôi dùng từ luôn á, dùng từ là mất dạy. Tôi dùng từ luôn á, dùng từ là mất dạy. Bà Huỳnh Thanh Duyên chửi tôi như chó, bà không có tư cách mà chửi như chó. Nếu mà thực sự bà Huỳnh Thanh Duyên chửi như chó là bà đi ra khỏi ngành liền. Tại vì đâu có ai mà để một cái thẩm phán mất dạy như vậy mà chửi người ta. Tôi là một người có đầy đủ học vấn, hiểu biết. Và tôi cũng là sinh viên trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh, khóa K29 nha. Chịu tập, tôi làm cái gì mà chịu tập ha? Bà Nguyễn Phương Hằng đang là quậy phá chính quyền Việt Nam hơn 10 tháng rồi. Công an thành phố nếu như thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra ha, hoặc là phó thủ trưởng ký cái giấy triệu tập thì tôi đi. Còn cái chuyện mà điều tra viên này hả, tôi không đi nha. Làm cái việc gì mà đi tố cáo tôi hả? Tố cáo tôi việc gì? Về việc găng tay hả? Găng ngày 18 tháng 1 đưa ra cái quyết định mời tôi lên để việc bà Hằng tố cáo tôi. Ủa, đâm sầm vô phá cái nhà máy găng tay của bà hả? Tôi chỉ lên cái clip của tôi đưa lên bình thường là chỉ cái việc là thực nghiệm cái việc mà găng tay của Hoàng Kim Dung bóc ra là của Đại Nam thôi. Còn tất cả những cái gì trên YouTube, trên cái kênh Lan Linh không còn. Khổ khè ai hả? Điều tra viên là quyết định này. Ai là người? Tôi sẽ gửi cái đơn lên cho ông Lê Hồng Nam ha, giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, về việc là có biết cái việc làm của Trung tá Trần Vĩnh Phước này không? Triệu tập tôi về cái tội gì liên quan đến tố giác bà Nguyễn Phương Hằng à? Tố giác cái gì? Tố giác cho bà là tôi lấy tiền cho cha ấy hả? 183 tỷ lấy tiền cho cha ấy hả? Nợ nần như chú trộm hả? Tố giác cái gì? Đơn của tôi được lên là bà dùng thủ đoạn lấy hàng để tống tôi vào tù nè. Tại sao không xử lý? Và bây giờ tự nhiên bà đơn tố giác tôi lần nộp lên cái là triệu tập tôi lần một vậy hả? Trước tiên là giấy mời thì tôi lên nha, giấy triệu tập tôi không lên. Vì quái gì mà bà Hằng bỏ đi kỳ ngay là bắt đầu là công an xử liền hả? Điều tra viên thượng úy Trần Vĩnh Phước nha, công an thành phố Hồ Chí Minh nha. Ok, chào bà con, không thể sẽ thông tin tiếp tục về cái chuyện này. Giấy triệu tập là Đinh Lan không đi nha, công an thành phố ơi, Đinh Lan không đi. Thử có làm gì được nhau nha. Lúc đó đừng trách Đinh Lan sẽ phản đòn lại đồng chí và lôi đồng chí ra khỏi hành, khỏi ngành nha, khỏi ngành công an, thậm chí là đồng chí sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi mà đã lạm quyền để mà làm việc này. Tại vì nếu mà khi chuyển về Bình Dương, luật sư đang làm các thủ tục để mà chuyển cái vụ án này về cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp. Đó, tại vì cái trị giá 2 triệu đồng này là chỉ có cấp quận xử lý thôi, lên thành phố họ cũng trả về. Lên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố họ cũng trả về à. Đó là luật trình tự. Dạ thì câu cuối nha, kết thúc nha. Chị luật sư của Đinh Lan nói là chị xóa tin nhắn đó, đừng làm trò đó. Thông tin của Đinh Lan á, thì chị vỏn vẹn chỉ có vài trăm người coi, cho nên nó cũng không có tiếng nói gì lớn. Cho nên là nhưng hy vọng những cái người nghe được clip của Đinh Lan là những cái người có quyền hạn chức vụ giống như là Bộ Công an đó. Thì Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Đinh Lan đã gặp mặt trực tiếp mấy lần ở Vĩnh Thuận, Kiên Giang trong đám tang mẹ ruột của Thường trực Bí thư Trung ương Đảng. Cho nên là Đinh Lan gặp trực tiếp Bộ trưởng Bộ Công an mấy lần ở tại đám tang của hai bà mẹ. Thì Đinh Lan biết rằng là tất cả những lời nói ngày hôm nay của Đinh Lan là hoàn toàn là có cơ sở chứng cứ, chứ Đinh Lan không có phải là mượn danh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm để nói trên clip này. Đinh Lan học theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Trời, nhìn cái mặt bà ác nha, cái con dâm loạn điên loạn Nguyễn Phương Hằng nè. Mày mê thằng Võ Hoàng Yên không được, mày lên cuồng cuộn hơn 9 tháng trời ha. Mày tấn công Việt Nam này, mày chửi bới hết giới nghệ sĩ. Vợ chồng Quỳnh Uy Dũng với Nguyễn Phương Hằng, Dũng Lò Vôi á, nợ hơn 30 ngàn tỷ. Vợ chồng mày lo đi tù chung thân đi, đừng có lên trên mạng mà kiếm chuyện. Chuyên án Dũng Lò Vôi và Đại Nam, công ty cổ phần Đại Nam. Trên đó thì hiện tại bây giờ sẽ thống kê được là bà Nguyễn Phương Hằng đã nợ mất khả năng chi trả lên đến bà Nguyễn Phương Hằng ký nhận hơn 17 ngàn tỷ. Còn tổng số nợ của Dũng Lò Vôi với Nguyễn Phương Hằng tổng kết lại là hơn 30 ngàn tỷ. Đinh Lan nói điều đó và Đinh Lan cảm thấy rằng mức án cao nhất của bà Nguyễn Phương Hằng là tù chung thân. Đó.
thật sự khu du lịch Đại Nam, tất cả những cái hạng mục như biệt thự hay gì đó đã niêm phong đó, cho nên bây giờ bà Hằng, ông Dũng không còn ở trong khu công nghiệp, khu du lịch Đại Nam. Hai vợ chồng Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng phải trả số nợ cho Việt Nam, cho các ngân hàng nhà nước hơn 30.000 tỷ. Bà con cứ search vào Google, tổng số nợ của khu du lịch Đại Nam sẽ ra. Nội cái khu du lịch Đại Nam thế chấp cho ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank số tiền lên đến là 4.950 tỷ, hơn một năm công ty cổ phần Đại Nam chưa đóng lãi được. Bây giờ tổng số nợ là hơn 7.000 tỷ, bất khả năng thanh toán ha, chưa kể tất cả những cái khoản khác. Bà con biết cái căn nhà số 6 Nguyễn Thông, phường Võ Thị Sáu, quận 3 với con căn nhà 17, 19 Ngô Đức Kế, đúng không? Thế chấp cho ngân hàng hết rồi. Nhưng mà thế chấp cho ngân hàng khi mà ngân hàng chưa phát mãi, chưa ra tòa thì bây giờ vẫn còn ở là điều hiển nhiên, là thế chấp cho ngân hàng thì nó vẫn còn được ở là bình thường. Cái màn mà đẳng cấp của vợ Dũng lò vôi mà đi khoe từng căn nhà như vậy chứng tỏ đang nợ dữ dội lắm nè bà con. Bà con phải biết một điều rằng á, đẳng cấp của vợ của Dũng lò vôi thì một người vợ không nên đứng ra đi khoe từng căn nhà, có cái bàn, cái ghế, cái bình bông. Làm như vậy thì chứng tỏ là đang nợ quá trời nhiều, nợ nhiều lắm. Mà những cái căn nhà này xuất xứ sao? Đi thế chấp ngân hàng hết trơn rồi, nhà này bây giờ là nhà của ngân hàng. Tại vì họ chưa có ra tòa, họ chưa có phát mãi căn nhà. Tại vì đối với ngân hàng khi mà nó phát mãi nhà đó, là lúc đó là mới qua thi hành án, nó mới cưỡng chế, nó bắt đầu nó mới niêm phong nhà. Hiện tại bây giờ nhà này nhà thế chấp, có danh giá gì đâu mà đi khoe hết căn này căn kia, lệ điện được ai vậy trời. Còn cái căn nhà, cái xác nhà ở bên số 6 Nguyễn Thông á, là thật sự là căn đó là không được ở. Nhưng mà hôm trước á, là anh Dũng Xanh, là một anh tay anh chị ở Hải Phòng, có điện thoại cho anh Lan, nói là cô ơi, cô bớt cái mồm đi, anh thương cô là mẹ quá con cô ơi. Cho nên á, chúng vợ chồng chúng nó đem thế chấp cái xác nhà đó cho anh là vay 60 tỷ đó, với một cái lãi suất thỏa thuận. Cho nên là 2 tháng rồi nó chưa đóng lãi, nó nói là tới tháng 10 kỳ đó ổng điện cho Đinh Lan là tháng 9, tháng 10 nó sẽ đưa 20 tỷ đó. Nhưng mà tới giờ lúc này nó cũng chả có tiền mà đóng lãi cho cái tiền vay nóng bên ngoài. Cho nên là đến cuối cùng thì anh Dũng mà anh phải làm với phương pháp là thôi kệ, hợp tác với nó để cho nó tạo cái bộ mặt, kệ nó đi lừa ai thì lừa, miễn sao mà nó có tiền nó trả cho mình, đóng lãi cho mình là được. Cho nên nó cho vợ chồng nó dọn về làm màu làm mè đi khoe cái nhà lên gì á. Chứ nếu như nhà ở hàng ngày á thì hàng ngày phải live stream ở trong một cái cảnh nhà sang trọng vậy chứ, cứ quay qua quay lại có một góc à, có một cách một tiểu cảnh mà mấy cái cây, cái bàn, cái ghế có một góc đó thôi. Cái tội đất đai của bà nợ mấy chục ngàn tỷ không có khả năng chi trả đó, bà hàng tù trung thân luôn á, nợ nần tùm lum như chú trưởng. Cái nhà số 6B Nguyễn Thông mất tiêu rồi, giang hồ xiết nợ rồi, Đại Nam thì bàn giao cho người ta rồi, bây giờ không còn biệt thự Đại Nam nữa. Mọi người nhìn vậy là mọi người đủ hiểu là Đinh Lan nói đúng hay nói sai à. Những cái việc mà bà Hằng phát ngôn trên mạng rồi lại bêu xấu làm nhục hết mọi người, mục đích của bà Hằng chính là để quậy phá chính quyền rồi. Tại vì cái án mà của bà Hằng bị chịu trong cái vấn đề này á, rất là lớn. Đó là bà Hằng đã vi phạm những cái nợ kinh tế của ngân hàng, mà số nợ mất khả năng chi trả sẽ bị kết án đến tù chung thân. Cho nên bây giờ cho dù có quậy đi chăng nữa thì án cao nhất là chung thân, chứ nó không có cái án nào cao nhất cho cái án kinh tế như thế này. Cho nên cho dù bây giờ có quậy thêm chính quyền, có quậy thêm bêu xấu người này người kia nữa thì nó cũng chung là án chung thân thôi. Với hai tội danh của 1 năm 5 và 1 năm 6 thì mỗi một lá đơn thì bà Hằng chịu cái án là 12 năm tù. 6 lá đơn thì cứ nhân lên, rút bớt, cũng như rút bớt một người không tham gia vụ án thì nó chỉ bớt được 12 năm tù cho bà, nhưng chỉ còn 5 người kia
năm người kia mà mỗi người 12 năm tù cho hai tội danh, 1 năm và 1 năm 6, nó cũng là mỗi một người 12 năm tù, thì năm người đã là 60 năm. 60 năm cộng với cái tội ngày hôm nay khi mà vi phạm theo cái điều 331 là tấn công chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, 7 năm tù nữa là 67 năm tù. Năm nay bà 51 tuổi cộng với 67 là bao nhiêu? Hơn 100 tuổi rồi, nó cũng đã hết đời trong tù rồi. Nguyễn Phương Hằng là người đi đánh bài ở Campuchia và làm đĩ ở Campuchia và bên Lào, là bị can Nguyễn Phương Hằng tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Cho nên Đinh Lan quen với ông Huỳnh Uy Dũng là một đối tác của Đinh Lan, chứ hoàn toàn không phải là tôi là bạn của bà Nguyễn Phương Hằng. Gia đình tôi năm 94 tôi mới lên Sài Gòn thì bà Hằng đã hành nghề bia ôm rồi. Do vậy giữa một cái gia đình gia giáo, cha mẹ là giáo viên, 8-9 anh chị em của tôi, chị em của tôi đều là giáo viên, bản thân tôi cũng là một giáo viên. Có lẽ là cái duyên của cuộc đời phó thác vào tôi. Tôi đang tuổi con tuổi cháu mà các cô bác cũng quỳ lại xin, chứ tôi đâu có ham hai chữ thầy xin con. Ngôn từ tại ngoại, ngôn ngữ trần gian là túi rách, đựng sau đầy. Vậy cho nên tôi cũng không ham hay gọi thầy xin con. Mà gì còn làm được, mà người ta nỉ năn nỉ không làm thì thấy bất nghĩa bất nhân. Võ Hằng Yên chỉ là y sĩ học cổ truyền của trường y dược tuệ tỉnh Thanh Hóa, còn tôi y sĩ y học cổ truyền và dược sĩ y học cổ truyền, tôi hơn Võ Hằng Yên một cái bằng. Tôi em lên đó, có phải hy sinh vì đất nước em cũng làm luôn, tại vì em quá điên con này rồi. Nó làm nó xáo trộn hết cả nước này, không có góp được đồng bạc nào, thằng đó nó góp được đồng này đồng nọ, ngàn tỷ gì vậy, 15 triệu gì có thêm, nó cho một đồng đi. Ok, nó chửi mình cũng chê, xí xóa cho nó qua, không góp một xu, không có một xu nào mà chửi vậy á. Cho nên mới đi, ok, em bỏ chuyện học hành, em bỏ chuyện kinh doanh, em đứng ra em phản biện. Nhưng mà thật sự trên cái kênh của em á, em chỉ nói lên những cái gì em biết thôi. Tại vì lý do tại sao em biết, thì có người ở trong đại năng báo cho, báo cho em biết chi tiết ngày nào, giờ nào làm cái gì làm gì. Cái chuyện đó là ngay cả bản thân bà không biết điều rằng là nhân viên của bà cũng phản lại bà không biết á. Bà tưởng đâu là trung thành, không có đâu. Nếu mà trung thành thì làm sao em biết được cái sự kiện buổi trưa ngày 1 tháng 7 bà vẫn ở trên thành phố Hồ Chí Minh tới chiều mi về Bình Dương bà ra chi. Hôm qua thì cái kênh anh Mộc TV đã thông báo, thì Đinh Lan khẳng định lại lần nữa là lời anh Mộc TV nói là chính xác. Ý đồ của bà Hằng ra ngày 19 đến ngày 20 tháng 2 này là tấn công trung ương á, để uy hiếp, để chuyển cái đất. Đất đó thì Đinh Lan có cái bằng chứng ông Dũng bất mãn chính quyền Bình Dương về việc là không chuyển đất cho ổng. Thì thực sự tất cả những cái thông tin mà Đinh Lan đưa lên trên mạng xã hội thì chắc chắn công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghe được cái clip đó, thì hy vọng rằng công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một cái biện pháp thích hợp để cho tên cầm đầu Võ Minh Điền này bớt tác oai tác quái trên toàn Việt Nam. Thực sự bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch công ty cổ phần Đại Nam, đã thuê tên cầm đầu Võ Minh Điền này bất chấp hết tất cả mọi thứ đạo lý của con người để khơi động lên một cái sự thanh trừng giang hồ với nhau như thế này, thì pháp luật cần phải xử lý nghiêm. Thì rời đất nước theo diện định cư theo chồng ở nước ngoài, thì Đinh Lan là với một cái tâm trạng là định bỏ quốc tịch Việt Nam nè. Bà Nguyễn Phương Hằng nghe Đinh Lan nói nè, người mà lấy chồng Canada, người lấy chồng Canada là Đinh Thị Lan này, và người đem tiền đô bao nhiêu triệu đô hơn số tiền của bà là cũng là Đinh Thị Lan này. Trong khi xử lý bà Nguyễn Phương Hằng trước, trượt cho bà vô họp trước cái đi, thì ở ngoài bắt đầu mới xử lý tới cái chuyện ông chồng ha. Và con phải biết một điều rằng là bây giờ mà xử lý ông chồng trước thì ở ngoài bà này bà tung tin bậy bà nói bà cho chủ tịch N này bao nhiêu tiền, là chủ tịch N kia bao nhiêu tiền, bà nói bà ngủ với chủ tịch N này, chủ tịch N kia là chết nữa. Cho nên là trước tiên xử lý bà Hằng, chửi như vậy, phá nát công ty như vậy, nhưng cuối cùng
ông chồng vẫn yêu thương là sao? Phải dụ gì mà mới lên chửi chứ, mà ai chửi gì giờ? Bây giờ ông kia ông cây cú chính quyền, ông đâu có người thuê được người nào chửi đâu, đành phải vuốt ve con vợ, vợ lên chửi thay ổng thôi. Cây cú chính quyền lắm, ông đó mới là cây cú chính quyền lắm. À, Đinh Lan được một ông anh xã hội gọi điện cho Đinh Thang, Đinh Lan khoảng 19 phút để nói chuyện dài lắm, nhưng mà thật sự Đinh Lan tới đoạn 19 phút. Đinh Lan cũng không có tiền nói tên anh ra, nhưng mà tất cả những cái thông tin của anh thì Đinh Lan biết anh có những mối quan hệ đó với giới anh em xã hội từ Nam tới Bắc rất là nhiều. Dạ, cho nên mà việc các em, Đinh Lan hôm qua có kêu gọi mọi người ngoài xã hội, nếu Đinh Lan bị bà Nguyễn Phương Hằng cùng tất cả những cái kênh bưng bô cho bà Nguyễn Phương Hằng, tất cả những người đó tấn công làm nhục Đinh Lan, nếu Đinh Lan bị một cái điều gì đó thì xin các anh em xã hội hãy dùng việc này để mà làm triệt để dẹp yên được cho đất nước trở lại. Cho nên khi mà bắt cái vụ Mai Xuân Cường này á, thì bắt đầu nó lật ra thành cái tội trên cái vụ án của VOV, tấn công VOV. Xong rồi sau đó nó lôi luôn những cái sai phạm nào, cả những cái sai phạm nào, tiền bạc nợ nần gì của ai, mất khả năng chi trả gì đó, lúc đó nó mới xử gom hết một tội trạng lên và tuyên bố cái án chung thân. Chứ bây giờ bắt bãi giờ, bắt cơ cơ, bắt dữ giờ, mà chửi người ta từ thiện Thủy Tiên Công Vinh thì từ thiện vậy, bây giờ chẳng lẽ bây giờ bắt cái vụ bà chửi Trấn Thành, bà chửi người này kia, ủa bất quá vi phạm hành chính thôi chứ có gì đâu mà bắt. Đúng, nó không có gì là hình sự cả. Đúng, anh thấy không? Mấy cái đó là không có yếu tố hình sự trong đó. Không có yếu tố hình sự, nhưng mà vụ án Mai Xuân Cường mới có yếu tố hình sự. Bởi vì nhiều khi mà bà con có những người bức xúc nói em là nổ hơn cứ, chỉ có Đinh Lan mới có thể đưa bà Nguyễn Phương Hằng lại vào tù vì liên quan vụ án Mai Xuân Cường. Cho nên khi xảy ra vụ án Mai Xuân Cường mà trong ngày 24 tháng 7 mình like lần trước, em rất là mừng khi mà bà vu khống em về cái tội là coi như là tống tiền, chủ mưu tống tiền, trời giúp mọi người đó. Chứ bây giờ không thể xử lý được bà này rồi, nhưng bây giờ bắt cái nào cũng không được đó. Bây giờ bắt riêng bà Khui ngày xưa bà đưa cho ông chủ tịch N này bao nhiêu tiền để cất đó, xong vừa ông này xong lôi ông chủ tịch N khác ổng lên nắm quyền cũng lại cấp cho tôi cái khu này, cái ông đời thứ ba, ông chủ tịch N thứ ba cũng đưa tôi đưa bao nhiêu cây vàng, bao nhiêu tỷ đô gì đó cũng cấp cho tôi, này là chết mẹ hết. Anh hiểu vấn đề không? Hiểu. Còn cái chủ tịch N đang đương chức nữa, trời ơi, lúc đó mà ông đó đang làm tê tê đó, thì bây giờ làm sao? Mà cái ông mà chủ tịch N có hình chung với Võ Hoàng Yên đó, nói thiệt, tôi nói cái câu này nha, có nghe trên mạng á, có muốn xử bắn, xử giết gì, Đinh Lan sẵn sàng. Tôi đã nói là tôi hy sinh cho đất nước này, tôi cũng vẫn làm. Nghĩ sao mà lôi được cái ác ra ngoài trừng trị trước pháp luật. Ngày hôm nay bà Nhường Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi đã vi phạm, có tội với nhân dân rất là nhiều. Toàn bộ lấy tiền đất đai của nhà nước, đi thế chấp cho nhà nước, gom tiền 30 mấy ngàn tỷ đi, ăn chơi cho chai rồi, xì ke ma túy, xài hết chất đơn tiền. Bây giờ đứng lên kiếm chuyện xuyên tạc là tiền bạc là do ông Võ Hằng Yên lấy. Thật sự cái vụ một quỹ hằng hũ á, người bả thì bắt đầu ba bắt người ta kê khai, nhưng cái của bả thì bả không kê khai nha. Cái quỹ hằng hũ là như thế này nè, bả làm cái vụ bả tặng 22.000 cuốn sách luân hồi chuyển kiếp của ông Dũng Lò Vôi. Anh nhớ cái vụ bả rồi, bả đòi tặng sách trên cái website không? Những người nào muốn đăng ký sách đó thì đăng ký vô, có địa chỉ, có tên họ, có số điện thoại, có số chứng minh nhân dân, bả sẽ chuyển cái cuốn sách đó về. Chẳng thì nhờ. Mọi người hy vọng là ok, cứ gửi cung cấp thông tin cho bả đi, biết đâu bả trong đó, trong cuốn sách bả kẹp vô 5-3 triệu đồng. Ai cũng vậy, ai cũng cung cấp thông tin cho bả, nhưng thực sự danh sách đó, số điện thoại đó, số chứng minh đó là bả ghi trong cái quỹ hằng hũ đó. Bả nói ok, tôi chuyển cho bà Nguyễn Thị A 50 tỷ để xây dựng cái nhà tình thương tình nghĩa gì đó, mẹ gì đó. Tôi chuyển cho ông Nguyễn Văn B ở Bắc Giang là 50 tỷ hay là 50 triệu, thì 22.000 cuốn đó có thể tiền chuyển cho quỹ hằng hũ, là một đồng tiền từ bất cứ ở nơi, từ những cái người nào đó, nhà nước hay là tư nhân gì ngoài, tiền chuyển vô là tiền, không có sạch. Ý rằng em nói anh là tiền chuyển vô là không có nguồn gốc, nhưng tiền chuyển ra thì bà nói bà rút cho tỉnh Bắc Giang 50 tỷ, bà rút cho tỉnh Sóc Trăng 50 tỷ, chứ dưới danh sách những người nhận như thế này nè. Tại vì bà không kê khai, anh hiểu vấn đề không? Tại vì bà không kê khai cho nên tiền rút ra thì ngân hàng cứ thấy rút từ cái quỹ hằng hũ ra số tiền đó là
mấy ngàn tỷ như vậy là tiền rút ra đút cho những cái nơi này nhận, đúng không? Là tiền rút ra có phải là tiền sạch không? Thì bà đây tiếp tục bà cầm cái số tiền đó bà đi, bà gửi hợp pháp vô chỗ, bà mua cái này mua cái kia, ủa vì tiền sạch mà. Anh hiểu không? Còn những cái người mà trong danh sách 22.000 cái cuốn nhận sách đó, người ta đâu có nhận được đồng nào đâu, người ta về chịu cái tiếng oan. Đó là lý do tại sao xuất hiện cái 22.000 cuốn sách luân hồi chuyển kiếp. Em là ai mà em biết được những thông tin đó? Em phân tích như vậy em thấy đúng không? Bây giờ em chỉ phân tích, bây giờ em tôi nói tôi là một người bình dân bình thường, hỏi ai chỉ đạo cho tôi? Lương tâm tôi chỉ đạo cho tôi. Giờ không sợ nữa. Nhưng mà nói trước, Đinh Lan nhận được hai cuộc điện thoại của người làm công an ở Hà Nội và người làm công an hình sự ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên, hai anh đều nói một câu rằng em yên tâm, những cái gì kế hoạch của công an họ đều có cái kế hoạch một chút, có kế hoạch hết á, cố gắng chịu thiệt thòi một chút, rồi sau này tất cả những bọn đó sẽ được xử lý. Còn chuyện công an phường như thế nào đó thì ok thôi, chị dừng lại mức độ công an phường. Đinh Lan cũng không tố cáo gì công an phường cả. Nếu như mà công an phường 6 quận Gò Vấp làm được cái điều gì thì cứ làm. Bị can Nguyễn Phương Hằng nhốt chung với hai người chị đại, cho nên bị can Nguyễn Phương Hằng cũng dữ dội lắm, cũng hung tàn, cũng là mẹ thiên hạ, cho đến giờ phút này cũng vẫn hung tàn là mẹ thiên hạ. Cho nên việc bị can Nguyễn Phương Hằng trong thời điểm ngày 31 tháng 8 năm 2022, khi trong cái kết luận điều tra dài 17 trang của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương nói là hiện tại bà Nguyễn Phương Hằng đang tạm giam ở trại giam Chí Hòa là đúng, nhưng sau đó do quá trình của trại giam Chí Hòa nó phải ra tiếp xúc với nhiều người, cho nên là khi đi thăm nuôi thì Dũng Lò Vôi cùng các con đến đó thì sẽ bị nhiều người phát hiện được, sẽ rất là nhục cho Dũng Lò Vôi và các con. Cho nên Dũng Lò Vôi xin bị can Nguyễn Phương Hằng được về trại giam T30 để chi? Để khi mà ra vô cái cổng của trại giam T30 á thì đỡ thiên hạ đỡ thấy, tận dụng cái mối quan hệ quen biết như thế nào đó để mà được về bên đó cho nó đỡ giữ thể diện được cho Dũng Lò Vôi. Đó là thông tin thứ nhất. Thông tin thứ hai, vì tiêu đề Đinh Lan nói là bị can Nguyễn Phương Hằng khai ai, thì bị can Nguyễn Phương Hằng khai ra tới 93 kênh YouTube. Những 93 kênh YouTube này là những kênh nào thì mọi người biết hết rồi. Chồng của chị Trương Mỹ Lan cùng với cái chị bạn của Đinh Lan, chị Linda Tango. Tại vì nếu mà chị Trương Mỹ Lan có đọc cái điều này thì biết được rằng là cái câu chuyện này là biết Đinh Lan là cái người cũng quen biết với chị Linda Tango. Cho nên là những người đó là những người đầu tiên khi Việt Nam mở cửa là người Trung Quốc đầu tiên vào đầu tư tại Việt Nam. Chị Trương Mỹ Lan là một cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát rất là lớn, có những khách sạn Windsor rồi những cái tòa nhà coi như là khách sạn Windsor ở bên quận 5 chỗ chợ An Đông đó, là đứng khách sạn 5 sao coi như là có tiêu chuẩn ở thế giới đó. Người ta giàu cỡ đó mà cái loại đàn bà gái đi ôm như bà đó nha, học chưa hết lớp 3 đó, lên trên mạng chửi tục chửi tiểu á, chửi những cái ngôn từ mất dạy á, thì làm sao so được với người ta, kiếm chuyện gì với người ta. Mình 15 triệu liều vaccine đến cuối cùng không có nha, rồi bây giờ người ta ủng hộ 1 triệu liều ha, thì giờ nói bây giờ mày chích cho người Trung Quốc trước đi, đừng có chích cho người Việt ta. Ủa mình là mày là có tư cách gì bây giờ phải kêu bằng mày luôn đó ha, cái con Nguyễn Phương Hằng, cái con nổ. Cho nên Đinh Lan quen với ông Huỳnh Uy Dũng là một đối tác của Đinh Lan, chứ hoàn toàn không phải là tôi là bạn của bà Nguyễn Phương Hằng. Bà con công an con Đinh Lan vừa ra khỏi công an, bà Hằng thiếu thiếu nợ 30.000 tỷ, 30.000 tỷ. Trời ơi, y như đúng rồi, cũng chứng nào tật đó. Bà Hằng đã bán Đại Nam rồi, 100%, bán Đại Nam rồi, sang cái vụ mới 100% rồi. Vừa ra khỏi công an Bình Dương là bà Hằng thiếu nợ là 30.000 tỷ, ký giấy nợ 17.000 tỷ. Công an nói cho mày nghe hả? Trời ơi, quý vị ơi, em lại luôn. Giờ không sợ nữa. Nhưng mà nói trước, Đinh Lan nhận được hai cuộc điện thoại của người làm công an ở Hà Nội và người làm công an hình sự ở thành phố Hồ Chí Minh. Đưa cái điện thoại để phục vụ điều tra thì tất cả những cái tin nhắn của tôi và Võ Hoàng Yên mất hết. Còn những tin nhắn của nó còn lại để trưng cầu ra là em tự nguyện cho nó. Quý vị thấy có cái gì nát hơn nữa không? Có cái gì nát hơn nữa không quý vị? Tôi phải nói làm sao đây? Đúng không? Ngay từ Bộ Công an, cái nơi mà tôi trưng cầu cái điện thoại, tôi tự nguyện tôi giao cái điện thoại để
trích lục toàn bộ thông tin mà trả lại cho tôi chỉ còn hình ảnh không, còn tin nhắn không còn. Một khi đã trích lục thì phải ra cho hết, còn nếu không thì sẽ không có hình ảnh. Tại sao ra hình ảnh mà không ra tin nhắn? Dám đương đầu với Nguyễn Phương Hằng thì tôi không phải là dạng vừa nha. Còn chuyện mà đứng ở trên quán cà phê quay câu like, câu view rồi qua nhà tôi thì chủ nợ chỉ có ngân hàng nợ tôi chứ Đinh Lan này không nợ ai nha chưa nè ha. Còn ai có đủ cái khả năng bản lĩnh bước tới đây. Dạ, Đinh Lan xin kính chào quý vị khán giả trên kênh. Chủ đề hôm nay, Đinh Lan không bị bắt. Đinh Lan sẽ tống bạc Đinh Hằng, và Nguyễn Phương Hằng, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền này vào tù. Vợ của ông Dũng Lò Vôi hiện tại Đại Nam bây giờ đã bàn giao cho chủ mới. Khẳng định 100% Đại Nam đã bàn giao cho chủ mới. Khu du lịch Đại Nam đã bàn giao cho chủ mới. Hiện tại bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là tên thường gọi là Nguyễn Phương Hằng, đã nợ là hơn 17.000 tỷ, chính bản là người ký nhận. Rồi bây giờ cái khu dân cư ở Trân Thành Bình Phước thì hiện tại bây giờ nó có 400-500 đơn thư tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về cái tội là lừa đảo bán đất khi mà có ông Võ Hằng Yên ở đó. Lan là người có giáo dục, không có chửi gì đâu. Thực sự Nguyễn Phương Hằng cũng là đồ giả đó. Bả là cái gái mà coi như phục vụ bia. Xuất xứ của bả là phục vụ bia, bồ của Đỗ Đặc Giang, đàn em của Nam Cang. Ngày xưa bả là thị bia, mày biết thị bia đó là gì rồi vậy? Bây giờ Đinh Lan nói nè, phiên tòa đó Đinh Lan có đi đâu? Nguyễn Phương Hằng có liên quan có mình mày à? Nguyễn Phương Hằng vợ chồng Quỳnh Đùi Y Dũng với Nguyễn Phương Hằng, Dũng Lò Vôi á, nợ hơn 30.000 tỷ. Vợ chồng mà lo đi tù chung thân đi, đừng có lên trên mạng mà kiếm chuyện. Là trời, nhìn cái mặt bà ác nha, cái con dâm loạn điên loạn Nguyễn Phương Hằng nè, mày mê thằng Võ Hoàng Yên không được, mày lên cuồng cuộn hơn 9 tháng trời ha. Mày tấn công Việt Nam này, mày chửi bới hết giới nghệ sĩ, mày lôi nó mày chửi người ta. Chuyện lên trên mạng nổ là 15 triệu liều vaccine, rồi 5.000 tỷ, rồi 200 tỷ ủng hộ cho miền Trung. Cuối cùng bây giờ miền Trung nhờ phước của bà không ai được đồng nào luôn á. Dân căm phẫn khắp nơi. Có cả vố lấp miệng em như vậy cô thẩm phán Huỳnh Thanh Viên à. Tôi nói như vậy có sai cho cô không? Nội dung bản án là việc tôi thấy cô cứ tranh quyền chen ngang cái lời của thẩm phán. Trong hội đồng xét xử, người ta hỏi tôi trả lời, ai hỏi hết người này hỏi tới người khác chứ đâu phải là cái chợ đâu. Với lại cô không liên quan đến quả mà viện kiểm sát đề xuất ra. Với lại Nguyễn Phương Hằng tranh luận chứ không nói những vấn đề khác. Tôi đang nói về thái độ của Nguyễn Phương Hằng đã gây ra trời đất tập. Bà vẫn tiếp tục không có. Tôi đang nói tôi đang nói trong nội dung kháng cáo cái biện pháp tiếp theo. Tôi đang nói trong nội dung kháng cáo, tôi không nói bên ngoài à. Cũng sẽ xử nhắc bà lần thứ hai. Dạ. Cái vấn đề đầu tiên này, bà cho rằng lọt người nó tội đúng không? Bà sẽ trình bày tập trung vào lọt người nó tội. Tội đấy là tội gì? Và căn cứ mà chỉ nói ngắn gọn tập trung vào vấn đề đó thôi. Chứ dạ, đừng có nói tới cái chuyện tội vu khống à? Tội vu khống. Tội vu khống. Bà phải nghe đã. Dạ. Bà phải nghe đã và bà tập trung. Cũng sẽ xử nhắc bà lần thứ hai. Dạ. Không nói những cái vấn đề khác. Bây giờ vấn đề đầu tiên bà muốn nói là lọt người nó tội đúng không? Dạ. Bà nói đúng vào vấn đề đó đi. Đúng. Bây giờ trên dòng 20 của trang. À đây mà đề không là không, không phải đặt ra đây à? Không phải không đặt ra ở đây. Rồi, rồi, rồi. Tôi chỉ đặt ra ở đây với việc là tôi đang tố cáo bà Hằng Hàm Huy là vu khống tôi chữ một cho anh. Không cần nhắc lại nữa. Không cần nhắc lại. Có ba vấn đề đấy. Hồ sơ xử đã nghe rồi. Dạ. Mời bạn ngồi xuống. Mời người bảo vệ quyền và lý hợp pháp của đương sự. Có gì đâu ganh tị hoặc sòng tấn. Nó có hai dạng. Một dạng là nó gọi là ly á, mi ly luôn, nó nhỏ xíu vậy nè. Lấy đâu ra mà một cái hộp sòn có thể ăn cả đời vậy? Nhà mày sao mày ăn nghèo dữ vậy đó hả Kiệt Tính Đạt? Một cái hộp sòn ở trên trắng trên răng bà Hằng để con Lan Cà Phê ăn cả đời. Trời trời, mày nghĩ sao vậy? Có 500.000 hộp à. Nghe hộp nó gắn đầy vậy trên tận mắt chứng kiến á, thì sẽ thấy cái hộp nó rất là nhỏ xíu. Cái răng nó ba lớn rồi gắn cái hộp nó chút xíu à. Có 500.000 à. Còn thằng Lý Lắc bảo
là không, một cái hộp đó là 1.2 triệu, 10 cái hộp kinh răng là 12 triệu. Lý do tại sao bà Hằng có cái cặp nhẫn hột xoàn mà 63 tỷ mà ông Thịnh Dũng tặng mà không đeo, phải đeo cái bằng hộp ngọc trai vậy, cái hộp bẹt ngọc trai vậy. Một cái dưới hộp lớn, lên trên hộp nhỏ, hai hộp, bốn hộp, hai bên xỏ lô tai đeo đi cho nó sáng cái mặt. Thấy xa xa, thấy bừng sáng cái mặt lên, đeo cho có sức. Ủa tại sao có hộp xoàn không đeo, đeo hộp bẹt vậy? Phải hiểu chứ. Còn lý do tại sao mà ngày 2 tháng 4 thì mới trích xuất từ Gia Giang An Phước về đây, thì ngày 3 tháng 4 mới đi làm răng. Cho nên là đợt phiên sơ thẩm ngày 21 tháng 9 năm 2023 thì Nguyễn Phương Hằng chỉ gắn hai cái viên nhỏ hai bên. Ngày hôm nay gắn đều 10 viên trên hàm trên. Tôi ở bên đó, tôi ở cạnh của Nguyễn Phương Hằng thì tôi phải nhìn thấy rõ hơn cái viên đó. Lên trên hình thì thấy bự vậy nhưng đại trận một viên nó có 500 ngàn thôi để lắp vlog. Cho nên tụi mày đừng có nói hột xoàn đã đổ, hột xoàn đã đổ tại sao phải đeo hột bẹt, phải đeo cái hột ngọc trai. Nói thì cũng thấy phải có lý, đúng không? Cỡ bả như vậy ba đeo, gọi là ba đeo cái đồ da chai đó làm cái gì hả? Trời ơi trời, hột xoàn cho một cái người mà có sở hữu một cái viên hột xoàn 43 triệu đô, một cái viên hột xoàn mà trị giá đã ngàn tỷ đồng, thì làm sao ngày hôm nay đeo trang sức cũng vẫn là đeo bấm tùm lum 4 lỗ trên lỗ tai vậy đó, mà đeo chỉ bằng cái hộp bẹt đó. 100% là Đinh Lan có mặt tại phiên tòa, tại tòa cấp cao thành phố Hồ Chí Minh. Ôi, ngoài sự mong đợi hả? Bà con Đinh Lan vừa ra khỏi công an, bà Hằng dính tiếp nợ 30 ngàn tỷ. Trời ơi, y như đúng rồi, cũng chứng nào tật đó. Bà Hằng đã bán Đại Nam rồi, 100%, bán Đại Nam rồi, sang cái vụ mới 100% rồi. Vừa ra khỏi công an Bình Dương, đương đầu với tụi bay luôn. Wow, hay quá. Lan ơi xin đừng cắt dây chuông, đừng lanh lùng khép công. Bình luận thì Đinh Lan sẽ mở cái clip đó cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nghe. Tại sao tôi là một cái người có cái một cái uy tín, một cái đạo đức trong xã hội, người có trí thức, một người được trân trọng ở chính phủ hai nước Việt Nam và Lào? Gì vậy? Bộ chính trị, tất cả mọi người khi nói tên tôi, người ta đều dùng cho tôi một cái sự kính trọng. mình chỉ nói trong phạm vi người dân Việt Nam thôi, trên cả nước từ lúc sinh ra cho đến lớn lên đều có những người thầy giáo dục mình, dạy dỗ mình mới nên người. Trời, nhìn cái mặt bà ác nha, cái con dâm loạn điên loạn Nguyễn Phương Hằng nè. Cái vụ Nguyễn Phương Hằng này nó đem lại một cái tệ nạn cho xã hội. Nhìn thấy em có đẹp cái gì? Rất là đau đớn, suốt gần 30 tháng trôi qua mà không giải quyết được vấn đề này. Tại vì cái người cầm đầu là bà Nguyễn Phương Hằng, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng. Mày cũng ráng chờ đi nha, mày yên tâm. Tại vì nếu mọi người bảo rằng chỉ có một mình Nguyễn Phương Hằng phạm tội, năm 2022 thì họp khoan đó, thì ông Huỳnh Uy Dũng cũng tiếc phô trương một cái thân thế, một cái tài sản, trong khi khu du lịch Đại Nam là đất thuê của nhà nước, đi giáo dục những cái điều mất dạy, rồi nói là hút thuốc là bổ phổi, uống rượu là tốt cho gan đó, móc túi là nâng cao tay nghề, còn đánh bài là mở mang trí tuệ. Những ngôn từ mất dạy này chỉ có hình thành ở những cái gái bi ôm mới có những ngôn từ này, chứ một người đại gia nghìn tỷ
một người vợ của ông Huỳnh Y Dũng, chủ khu một khu du lịch văn hóa như thế này, làm sao có đủ cái cơ hội để mà tiếp cận những ngôn từ này được hả Nguyễn Phương Hằng? Cho nên là ngày hôm nay thì rõ ràng rồi, cái sự tuyên truyền như vậy mà không có bị xử lý một cách thích đáng, công an thành phố là gì? Là gì mà cứ để không có một biện pháp nào xử lý? Bây giờ nếu như những bằng chứng nó chửi hàng ngày như vậy, đơn tố cáo tôi gửi gần 30 tháng rồi, thì có nghĩa là các anh không có đi vào tiến hành có một biện pháp nào nhắc nhở răn đe gì, cứ để mà chửi, chửi là chửi. Nè, nói về công an phường, phường 2 quận Tân Bình nè, nhắc lại cho mày nhớ nha, chính ta lên trên công an quận Tân Bình á, lúc đó anh Lê Hoàng Châu là trưởng công an quận Tân Bình và anh Cường là tránh thanh tra của công an quận Tân Bình đã xin tao tha cho trưởng công an phường 2 quận Tân Bình về cái việc là đã che giấu tội phạm. Đinh Thị Lan này là người tha thứ tao. Đinh Thị Lan này có một cái vấn đề nè, đối với công an, gia đình tao và tao, Đinh Thị Lan luôn luôn tha thứ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mà tôi cũng phải phục các cái anh công an ở đây, chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, nói thật. Không những chửi mà mình không có lên tiếng, nó chửi hoài. Tôi là một người sống tuân thủ pháp luật. Tôi thật cam đoan như vậy. Khi trên phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Hằng diễn ra, thì tôi cùng với mẹ tôi và những cái người mà khán giả, những võ sư ở nhiều tỉnh thành về, và mọi người góp cái sức của mình, góp cái phương tiện như là xe ô tô của mình để hộ tống tôi đến phiên tòa. Cho nên các người có dàn cảnh hay có đánh đập gì cũng không qua được cái dàn mà những người bảo vệ Đinh Lan đến phiên tòa phúc thẩm ở bên quận 2. Dự kiến là ngày 29 tháng 12 năm 2023. Cho nên những cái kênh như là Kỳ Tuấn Đạt, Gốc Việt, Đời Lữ Thứ, rồi Thanh Quyền Vlog, Hương Quảng Châu, Sơn Sàm TV, Lý Lắc TV. Đó, mày lên mày nói mày dừng quỷ mổ tim lại, bây giờ cho bị cáo về, bị cho tiếp tục làm những cái công việc của mình. Ủa, tiếp tục công làm công việc của mày là gì hả? Là mày tiếp tục mày vu khống nhục mạ người khác hả? Công việc của mày trước đây là gì? Là vu khống làm nhục người khác thôi, chứ đâu bị quỷ từ thiện. Mày đóng cửa từ ngày 3 tháng 6 năm 2021 rồi. Mày thông báo, mày gửi ngày 3 tháng 6 năm 2021, mày gửi tới 3 bệnh viện vì làm ăn thua lỗ, mày không có tiền mày ủng hộ từ thiện nữa. Mày xin tháng 10 năm 2021 là dừng quỹ từ thiện. Thì bây giờ mày xin đi về, mày làm tiếp cái công việc của mày là công việc gì? Công việc vu khống làm nhục và coi như là quấy rối tình hình an ninh chính trị của Việt Nam này thôi. Chứ mày chả có cho mày về, mày chả làm được cái gì. Cho nên ngày hôm nay á, nếu mà không xử lý đám YouTuber này, tôi vẫn lên nói cái tiếng nói của mình. Tại vì sao? Mọi người đừng nói là nó đi thụ án rồi, là về việc đó, nó xin đi thụ án là chuyện của nó. Nhưng mà vụ án nó vu khống cho tôi, chủ mưu cho Mai Xuân Cường cưỡng đoạt tài sản 2 triệu đồng để bắt cóc con nó Huỳnh Hằng Hữu chưa được đưa ra xét xử. Cho nên phiên tòa phúc thẩm này mới là xét xử vụ án của tôi. Vụ án của tôi chưa được xét xử, cho nên không có cái chuyện mà Nguyễn Phương Hằng đã thụ án rồi để yên cho nó. Không bao giờ tao để yên cho mày nha Nguyễn Phương Hằng. Còn ông Huỳnh Uy Dũng là người tiếp tay tiếp sức cho Nguyễn Phương Hằng phạm tội, thì ông Huỳnh Uy Dũng vẫn phải chịu tội trước pháp luật ha. Còn tôi là Đinh Thị Lan, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với tất cả những lời tôi nói về Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng. Thì tôi phải làm sao? Em bây giờ có công tôi mà sao bác em đi em. Tôi phải nói như vậy để gì? Cho tương lai vững tắc sâu trong mỏ mắt có chút tim yêu phục của chia ly vì em đâu hay sai. Em đâu hay sai đêm mai cho tim đó. Không còn tương lai. Sự giáo dục cha Đinh Lan, cho nên là gia đình chúng tôi là một người bình thường, con cha cháu ông làm việc tuân thủ pháp luật, không có bao giờ mà đi vay nợ ngân hàng, sống ảo, đi lừa đảo lừa gạt rồi đem tiền của Việt Nam đem đi ra đầu tư rồi đảo xít. Việc mà Dũng là vô trốn thuế 99 tỷ đồng và năn nỉ với bên thuế, sở thuế thành phố tỉnh Bình Dương về việc là thôi 99 tỷ đồng này đừng có phạt, hãy cho tôi đem cái đó để đưa vô làm từ thiện. Dũng là vô lại tính cái kiếp đem vô làm từ thiện rồi lấy toàn bộ cái chi phí làm từ thiện đưa vào hạch tính và chi phí quản lý, như vậy sao có giúp được đồng nào không? Hái hoa dân thật hại Dũng đầu vôi. Cái chuyện mà mưu mô tấn công từ thiện chính là vì làm ăn thất bát sai, cho nên là cây cú muốn mượn Võ Hoàng Yên để chi, để mà lấy lại cái những cái gì đã mất. Khi mà Võ Hoàng Yên mà về cái khu chân thành Bình Phước, khu dân cư đó, thì đất ở đó sẽ bán được đó, ở đó có thần y, cho nên người tôn Võ Hoàng Yên lên là thần y chính là Dũng Lò Vôi và Nguyễn Phương Hằng. Thì ngày hôm nay tại sao lại để cho cả nước phải chìm vào trong cái mâu thuẫn như thế này, và bị can Nguyễn Phương Hằng bắt đi rồi thì lại có một cái tổ chức phản động, nhiều cái tổ chức phản động
có bơm tiền cho Đức Việt, cho Hương Quảng Châu tiếp tục tấn công Việt Nam nữa. Căng ngay cái mồm lại Hương Quảng Châu, căng ngay cái mồm lại thì chị Đinh Lan này không khai tiếp ra. Đừng đi theo vết xe đổ của bị can Nguyễn Phương Hằng nha, Hương Quảng Châu và Đức Việt. Dạ chào mọi người, tôi là Đinh Thị Lan, ở 140/22 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Số điện thoại Zalo 0931208805. Dạ chào mọi người. Đợi cái nó đỡ nheo mắt. Tôi ngủ không đã bảo rồi, đẹp như thế chỉ có thể là yêu quái thôi. Tôi phải làm sao? Tôi phải cắn xong. Tôi phải nói như vậy là chi? Cái thân phận của tôi nhiều khi tôi không lộ ra được người đàn ông của đứa con tôi, tại vì anh ấy quá lớn. Canada thì đô à? Ta chưa ngày nào bước chân tới Canada. Mày tự áp đặt Đinh Lan phải cùng chân vào Canada. Anh đưa em lên sofa xem phim như ở chi chi phim. Còn nói gì đô à? Ta chưa bao giờ. Và người đây thì đô. Bao nhiêu đô hơn số tiền mà anh lại đô đưa đi. Em mê lên đây đô đưa đi. Tây Ban Nha sang Tunisi. Lòng đi chuyên du thuyền mà anh thả đâu đây. I'm dreaming over you vì em là quả dâu tây. Wanna do back trip, muốn cho em thật nhiều vàng. Baby please give me a beat, đêm nay anh được chiều nàng. Quá khứ kia của anh chỉ còn là những xa băng. Quá khứ kia của anh chỉ là người luôn sống trong đời chờ. Em sẽ không về đâu. Thân nhắc lại nha, thân nhắc lại cho cùng này nhớ. Quá khứ kia của anh đừng chờ đợi những giấc mơ kêu to. Chốn thiên thai lòng ai không nỡ giác lên dài trên cao ngoài em ơi. Tại sao tôi là một người có cái một cái uy tín, một cái đạo đức trong xã hội, dù là người có trí thức, một người được trân trọng ở chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, một cái chuyện tất cả mọi người khi nói tên tôi, người ta đều dùng cho tôi một cái sự kính trọng.